Em chào anh em đã đến kênh Lúa Miền Tây nha. Hôm nay em chia sẻ anh em cái ba công OM18 nguyên chủng của em nghe anh em. Em để làm giống nghe anh em, ba công nha. Nó thì cái này do em đi về em thăm luôn chứ chưa về nhà thay đồ nữa nên em không lội xuống. Được, bây giờ em quay cho anh em xem nha. Đây anh em ơi. Đó, thì cái lúa này là đây là ba công của em nè. Chừa là ba công nè, trên cái vườn xoài nha. Đó. Thì chừa ba công rồi để làm giống để mình có vụ sau mình đỡ từ giống anh em vụ hè thu á đó. Đó thì anh em xem nè, hiện tại cái này cũng 37 ngày nha anh em, sản lượng dưới bên kia luôn đó. Nhỏ cây nó cỡ này không anh em ơi, đây để nhổ lên đây anh em xem nha. Nó chưa đồng nữa đây xem nè, cái to to mà thôi đó. Thì dặm kịp chỗ lỗ trống luôn, bỏ luôn anh em ơi đó. Làm không kịp nên rồi bỏ luôn. Thì cái này là ba công giống của em nha anh em, hiện tại nó cũng bằng phân bên kia luôn nha. Thì bữa đây cũng cử đầu thì em cũng giải là 8 kg 4 kg 8 kg DB 4 kg cho một công 1.200 m² cử hai cũng vậy nha anh em. Đó là hiện tại bây giờ 21 cái phân nha. Đó tại vùng đất này nó 2 vụ em đi vòng bên kia quay cho anh em nha. Tại em không lội được, lội xuống được. Em mới về cái đợt luôn anh em ơi. Tại vì tự Tân Hiệp em chia sẻ với đất Tân Hiệp thì nó khác đất đây. Bởi vì làm đây nó khác. Đây nè anh em, cái mương này múc lên đây để trồng xoài luôn. Nha. Nó chừa ở đây để làm lúa giống. Chừa ba công để làm lúa giống anh em. Đây còn trên kia vườn xoài, vườn xoài mới thu hoạch hôm qua anh em ơi. Mới thu hoạch bán cũng được ha. Được trăm lẻ mấy triệu gì đó. Thì ở đây bán xài toàn là chở xe đi không anh em, chở xe đi 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 lên Tiền Giang á, nó đi lên chỗ nó bán cho dựa dựa xuất khẩu á, nó đây anh em ơi, nó màu lúa đẹp không, cực kỳ đẹp nha anh em, đó. Mới đúng là 37 ngày nha anh em. Đó này, này hết hết hồng không, lúa đây vàng lúa hết hồng lắm, nhưng mà chủ yếu là nếu mà chăm mà không ấy anh em, đất ở đây mà chăm không ok á, thấy nó đẹp vậy đó, nhưng mà thấy từ chỗ ra sạc rồi trở đi á mà không chăm kỹ là thắt hơn tai nghe anh em, đất này khó chăm lắm. Đó đây ba công này, ba công lúa nguyên chủng của em nghe anh em, nguyên chủng nha. Em lấy làm này để làm một cái vụ làm giống cho vụ đó năm vụ hè thu sắp tới đó. Thì cái miếng này xịt cái nó đỡ tiền ở chỗ mà cái đợt từ đầu tới cuối nó không bị bù lạch đó em, không xịt gì hết, chỉ có xịt giai đoạn 28 ngày xịt cử rồi cộng sâu gầy luôn, sâu á chứ không phải gầy lộn, sâu rồi bệnh luôn rồi khô nước luôn anh em ơi. Thế này 37 ngày nè, vài bữa đưa giải phân xuống qua ngày sau là em xịt nữa nha anh em, là em xịt rồi xịt kích thích sinh trưởng á, kích thích cho nó có đồng á nha, kích thích cho đồng to á. Đó thì em chia sẻ anh em thật lòng với đây còn ba, đây là ba công nha, thì mới mốt anh em soi thử nguyên chủng với năng suất nó như nào rồi em chia sẻ anh em luôn nghe anh em nha. Anh em nhớ ký kênh ủng hộ em, có quảng cáo xem giùm em nha, em để em có động lực em chia sẻ đó. Thì được sao gì em giải phân rồi em xịt kích thích trưởng, em xịt cái gì giải phân gì, cái dùng đất này phải giải phân khác cái dưới dùng đất Tân Hiệp anh em ơi, nếu giải mà giải giống Tân Hiệp là tiêu á đó. Thì mỗi chỗ mỗi khác chứ làm mà y chang nhau là tiêu nha. Dùng đất này tại nó có chân phèn á nên mình vải nó cái lượng phân nó khác với Tân Hiệp. Nó Tân Hiệp thì cái vùng đất đó đất thuộc rồi, đất không có phèn, đất sét, cái loại đất sét á,
Rồi em chào anh em nha.